vang rằng ngành giáo dục Việt Nam. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, những đóa hoa của trường Kim Giang chung một lòng dựng xây tổ quốc. Những đóa hoa của trường Kim Giang luôn tự hào, trường tôi trung học cơ sở Kim Giang. Giữa Hà Nội ngàn năm văn hiến, như một gia đình đầm ấm thân thương. Tháng ngày bên nhau chung một niềm tin, vinh quang tự hào người giáo viên nhân dân. Kim Giang nơi vườn cam tài năng, Kim Giang hơi đẹp quá vì tương lai, vì năm trong người, những đóa hoa của trường Kim Giang chung một lòng dựng xây tổ quốc. Những đóa hoa của trường Kim Giang luôn tự hào, trường tôi trung học cơ sở Kim Giang. Mãi trường thân yêu giữa Hà Nội ngàn năm văn hiến, như một gia đình đầm ấm thân ngày bên nhau chung một niềm tin, vinh quang tự hào người giáo viên nhân dân. Kim Giang nơi vườn ươm tài năng, Kim Giang nơi sáng rỡ từ đây luôn ngát hương Kim Giang hơi đẹp quá vì tương lai. Vì Kim Giang, vì Thanh Xuân.